siêu tẩy trắng, nhắm mắt dùng liều, các biện pháp làm trắng răng luôn được mọi người quan tâm, nhất là những phương pháp làm trắng sáng siêu tốc. do vậy, gần đây trên thị trường xuất hiện loại kem đánh răng Trung Quốc được quảng cáo siêu tẩy trắng, nhanh chóng được chị em lùng mua rất nhiều, đặc biệt mua càng nhiều càng rẻ. vừa nhận một thùng hàng được chuyển đến, chị Hà Thị Định ở duy Tân, cầu giấy, Hà Nội kể, một tháng nay lướt qua các trang mạng, đầu đầu chị cũng thấy quảng cáo loại kem đánh răng hàng nội địa Trung Quốc chuyên tẩy trắng, làm sáng bóng răng cho hơi thở thơm tho sạch sẽ được mọi người đặt mua rất nhiều, thấy cũng tin tưởng. chị rủ đồng nghiệp trong cơ quan mua dùng thử để được giá rẻ. Theo ghi nhận, kem đánh răng có xuất xứ Trung Quốc được nhập về bán tràn lan trên thị trường khoảng một tháng này. đáng chú ý, loại này được người bán chào hàng là có công dụng siêu làm trắng, tẩy ố vàng trên răng nhanh chóng chỉ sau một lần sử dụng. các đầu mối mỗi lần nhập đến hàng nghìn lọ vẫn không đủ bán. tiến sĩ, bác sĩ nha khoa Nguyễn Phú Hòa, nguyên giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết theo tiêu chuẩn hàm lượng những chất tẩy trắng được phép cho vào kem đánh răng dùng hàng ngày thường có nồng độ thấp chủ yếu kem đánh răng có tác dụng làm vệ sinh sạch răng miệng bất kỳ một sản phẩm nào đặc biệt là kem đánh răng để vệ sinh răng miệng phải đạt tiêu chuẩn được tổ chức chứng nhận như có đạt tiêu chuẩn fda của mỹ các tiêu chuẩn của châu âu hay các tiêu chuẩn trong nước không nếu không có thông tin rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ tiêu chuẩn chất lượng người tiêu dùng không nên sử dụng cần phải xem xét cẩn thận nhất là đối với những sản phẩm quảng cáo làm trắng răng tức thì như vậy dùng lâu sẽ làm cho răng không chắc khỏe chưa kể gây ra nhiều tác hại khác vì liên quan trực tiếp đến vùng miệng